Gió mạnh quá các bạn ơi. Đang tính bay Flycam mà gió kiểu này là thua rồi. Thua rồi. Đấy, cầu cần duộc ở phía đằng sau. Hello, chào các bạn. Không cần dài dòng nữa, các bạn nhìn thấy cái tông đơ này là các bạn hiểu rằng là tôi đang chuẩn bị làm cái gì rồi. Vâng, các bạn nhìn mái tóc của tôi này, quá là dài. Nằm ở nhà Sài Gòn giãn cách, tôi nằm ở nhà này gần 2 tháng trời rồi. Quá là dài. Và bây giờ tôi sẽ tự xử. Nhà có ba thằng con trai nhưng mà tụi nó nhát quá, nó không biết cắt luôn á. Mà gặp cái tóc dài như thế này, đi ra tiệm thợ nó còn ngán, huống chi là cái người không biết gì. Đó, bản thân tôi cũng là người không biết gì. Bây giờ mình sẽ tự xử. Cái bất tiện là tôi bị viễn đây các bạn, cho nên phải đeo kính. Mà đeo kính thì không thể cắt được, mà bỏ kính ra thì nó mờ, không nhìn thấy đường, cho nên là hơi là căng. Wow, quá dài các bạn thấy không? Quay một vòng nữa cho bạn xem. Bây giờ mình sẽ tỉa. Bước thứ nhất tôi sẽ tỉa cho nó ngắn, và nó mỏng bớt lại. Đây, chùm đầu tiên. Ok, đây là cái tông đơ. Và cái cỡ của nó thì người ta có những cỡ dài 21, 18mm vân vân. Mà đây tôi chỉ có cái cỡ dài nhất là 9mm thôi, cho nên là mình sử dụng cái cỡ 9mm này. Gió quá. Wow.
quét như vậy, quét như vậy, hồi nó trắng bóc chỗ đó. Không ăn được cái này. Cái này mà để 3 ly mà làm sao mà ăn được. Thôi đừng có cạo vào dưới. Con đẩy lai từ từ lên á. Rồi giờ gồ rồ hết pin rồi, thôi kết thúc đi. Rồi lát nữa chỉnh sau. Ok. Đéo các bạn ơi, tôi xoay vòng các bạn xem nha. Gần lại chút. Có bị nham nhở gì đằng sau không? Đường sao dài quá. À. Quay vòng đằng sau qua coi coi. Tắt máy đi. Quay nguyên cái đầu á. Nguyên cái đầu chưa? Ok chưa? Wow. Là ba là đẹp nhất á. Cái này có bị nham nhở không? Như nó không đều cho anh phải. Để lại xíu tiểu. Ờ, dừng đi. Để coi coi. Wow, nhìn cũng ổn đấy chứ. Khá là ok các bạn. Cạo miếng đi kìa. Coi coi chỗ nào nham nhở cạo. Cạo đơn giản thôi. Cái này. Cạo đầu tơ á. Đầu tơ bên dưới này nè. Còn bên trên thì mình có tông đơ rồi. Áo quan trọng tóc chứ. Sạch chỗ này nè. Đây này kìa. Cái cạo từ dưới đây lên. Ừ. Đó, phớt ra ngoài. Đi lên là dở ra. Ôi đừng cảm quá trụi da chỗ này rồi. Ok, thành công rồi các bạn ơi. Quá ổn luôn. Đây là lần đầu tiên tôi cắt tóc. Và bạn Kha là cũng lần đầu tiên chỉnh sửa, hơi bị fail chỗ này một chút. Hơi bị lẹm. Bye bye. Chúc các bạn một mùa Covid thật là vui vẻ, ở nhà an toàn. Và nếu có điều kiện thì các bạn mua cái tông đơ và cắt cho mình. Bye bye. Chào tạm biệt.